Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Án mạng khi trời tối. Hơn 22 giờ ngày 25 tháng 3, ông Sơn, sinh năm 1963, trú tại thôn 3, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, lái xe trở về nhà sau khi đi dự một đám tang. Trời tối, bên trong nhà hắt ra thứ ánh sáng đèn điện yếu ớt. Bước chân vào tới phòng khách, ông Sơn bàng hoàng khi thấy cô con gái đang nằm thoi thóp dưới đất, được cuốn bởi chiếc màn tuyên. Ông Sơn chạy lại bế con gái thì thấy hơi thở đã rất yếu. Dù được đưa đi bệnh viện ngay tức thì, nhưng con gái ông đã qua đời. Tin báo được chuyển về công an huyện Kiến Thụy và công an thành phố Hải Phòng. Tại hiện trường, công an phát hiện trên nền nhà có rất nhiều vết huyết, đồ vật có dấu hiệu đổ vỡ, xáo trộn. Tiến hành khám nghiệm, công an nhận định nạn nhân qua đời do mất huyết cấp. Trên thi hài có tới gần 70 vết thương do vật sắc nhọn gây nên. Điều băn khoăn với những người tham gia phá án là kẻ thủ ác ra tay tàn bạo với nạn nhân vì lý do hằn thù gì. Hẳn đối tượng tâm lý có điều gì đó bất ổn khiến các hành vi của hắn trở nên cuồng loạn mới chút vào cơ thể của một thiếu nữ yếu ớt, không có khả năng kháng cự những đòn đánh ác độc, ghê gớm tới mức như vậy. Những dữ kiện này khiến lực lượng điều tra nghĩ tới một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Các giám định viên cũng cho rằng hung thủ khi gây án đã thể hiện quyết tâm cao độ, giống như sự trút giận trong cơn thù tức đỉnh điểm. Khi mở rộng hiện trường các đồ vật, tài sản vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu vết bị cậy phá. Tuy nhiên chiếc điện thoại mà cháu hay sử dụng thì đã biến mất. Khoanh vùng. Hàng loạt các biện pháp được triển khai, nhiều mũi trinh sát được tung vào cuộc truy tìm tang vật vụ án, tiến hành công tác kiểm tra hành chính các hộ dân với hàng nghìn nhân khẩu sinh sống trên địa bàn. Các điều tra viên công an thành phố Hải Phòng tiến hành ra soát toàn bộ các mối quan hệ làm ăn, bạn bè của gia đình ông Sơn cũng như của nạn nhân. Theo đánh giá, gia đình ông Sơn có kinh tế trung bình. Dù mua ô tô nhưng ông Sơn vẫn hay dùng chiếc xe này để chạy thêm taxi khi rảnh hoặc có khách. Trong cuộc sống, ông Sơn không nợ nần hay phát sinh mâu thuẫn với ai. Về phần cháu gái, các trinh sát cũng nhận được rất nhiều lời nhận xét tốt. Cơ bản, cuộc sống của gia đình và cá nhân ông Sơn và con gái không có dấu hiệu bất thường, không đủ để trở thành động cơ cho một vụ án man sợ đến vậy. Cùng thời điểm này, công an thành phố Hải Phòng cũng tập trung sàng lọc hàng chục đối tượng cộng cán trong diện quản lý, các đối tượng nghiện ngập, cờ bạc và bất minh về tài chính. Tuy nhiên dù bỏ ra nhiều công sức mà kết quả thu lại vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Bóng người trong đêm. Song song với công tác sàng lọc các mối quan hệ của gia đình nạn nhân, công an thành phố Hải Phòng còn tiến hành rà soát, trích xuất một loạt các camera an ninh xung quanh hiện trường vụ án. Nhà nạn nhân ở thôn 3, đây là địa bàn có nhiều trang trại, đầm nuôi trồng thủy hải sản nên khá thưa thớt. Vụ án xảy ra vào tối muộn nên việc truy tìm nhân chứng hoàn toàn không khả quan. Sau nhiều giờ làm việc, các trinh sát công an Hải Phòng cũng thu được đoạn clip từ camera nhà dân lắp gần hiện trường. Thời điểm xảy ra vụ án, có một bóng người nhận định là đàn ông, tầm tuổi trên dưới 20 đã đi từ phía sau của nhà ông Sơn. Khoảng 15 phút, người thanh niên này treo tường trở ra, dáng chạy vội vã, siêu vẹo và lẩn vào màn đêm. Chất lượng hình ảnh từ những đoạn hình này rất thấp. Các điều tra viên không thể nhận dạng đối tượng, chỉ có thể miêu tả người này mặc áo phông, cộc tay, mặc quần bò. Do địa bàn thôn 3 và xã Kiến Quốc có nhiều đường ngang, ngõ tắt, đầm tôm nên công an cũng chưa thể điều tra được đối tượng nghi vấn kia sau khi ra khỏi nhà nạn nhân đã đi về đâu. Manh mối lúc này là truy tìm chiếc điện thoại bị mất. Chiếc điện thoại bên bờ đầm. Trong khi chưa thể nhận diện được nghi phạm thông qua hình ảnh từ camera an ninh, công an thành phố Hải Phòng đã tiến hành rà soát toàn bộ cung đường,
mà nghi phạm có thể bỏ trốn sau khi gây án. Dù vậy, tại thị trấn Kiến Thụy, các trinh sát không thu được kết quả nào khả quan. Ở những quán cầm đồ, cửa hàng buôn bán điện thoại đã qua sử dụng, tung tích chiếc điện thoại bị mất của nạn nhân cũng chẳng thấy tăm hơi. Kết quả sàng lọc nhóm đối tượng cộng cán, nghiện ngập, đỏ đen và bất minh về tài sản trên địa bàn thôn 3, xã Kiến Thiết, bước đầu chưa lần ra manh mối nào. Vụ án dường như rơi vào ngõ cụt. Thời điểm này, một tổ công tác có nhiệm vụ mở rộng vùng tìm kiếm đã bất ngờ thu được tín hiệu rất quan trọng. Khi các anh đi đến khu vực đầm nuôi tôm của một hộ dân gần nhà nạn nhân, đã phát hiện chiếc điện thoại của nạn nhân được vứt ở đây. Công an Hải Phòng được biết đầm tôm này là của gia đình Nguyễn Sĩ Thắng, sinh năm 1994, trú tại Kiến Thiết, Kiến Thụy, Hải Phòng. Một manh mối đã bất ngờ được mở ra. Khi tìm hiểu sâu về đối tượng này, các anh được biết Thắng cùng gia đình mới thầu lại khu vực đầm này để nuôi tôm được một thời gian. Dù có điều kiện để phát triển làm ăn, tuy nhiên Thắng gần đây có nhiều biểu hiện dính vào chất cấm và đen đỏ. Qua nắm bắt thông tin, cho thấy sáng ngày 26 tháng 3 năm 2020, tức là vài giờ sau khi nạn nhân bị sát hại, Thắng đột ngột từ biệt gia đình để đi làm ăn xa. Địa điểm đối tượng hướng tới là thành phố Móng Cái, Quảng Ninh. Công an cũng thu thập được, vào chiều ngày 25 tháng 3, Thắng có sử dụng chất cấm, sau đó cãi nhau với gia đình. Kết hợp với nhiều chứng cứ khác, Công an Hải Phòng nhận định Thắng có liên quan đến sự ra đi thương tâm của nạn nhân. Một tổ công tác được cử đi Móng Cái để truy bắt Thắng. Dù vậy, dường như có sự chuẩn bị trước nên Thắng đã thay đổi liên tục lịch trình, cung đường khiến cho lực lượng công an hết sức vất vả. Sau cùng, được sự động viên của công an, gia đình ngày 28 tháng 3 năm 2020, Thắng đã chủ động tìm đến tổ công tác của Công an Hải Phòng để xin đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tội ác khó dung. Thắng khai, chiều ngày 25 tháng 3, gã có sử dụng chất cấm. Lúc này bố Thắng có mắng hắn về việc không chịu làm ăn, lại cắm xe máy nên Thắng bực tức. Khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, trong lúc đi lang thang gần đầm tôm, Thắng phát hiện cháu Mai đi xe máy về nhà một mình. Bất giác, Thắng có ảo giác như ai đó dẫn mình vào nhà cháu Mai. Lập tức Thắng treo tường vào nhà, thấy em Mai nằm trên giường, mặt quay vào trong xem điện thoại. Hắn lại nghe có tiếng người nói trong clip em Mai đang xem là đứng đấy làm gì, sao không xiên nó đi. Thắng lập tức cầm kéo vung liên tiếp vào nạn nhân. Đến khi xe bố nạn nhân về, Thắng lại nghe có tiếng nói bảo chạy đi, nên hắn bỏ chạy. Khi đến gần đầm tôm nhà mình, Thắng vứt chiếc điện thoại mới lấy của nạn nhân tại đây rồi lội qua ao về nhà. Chiều ngày 21 tháng 1 năm 2021, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Sĩ Thắng. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử chấp nhận quan điểm của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng, tuyên phạt Nguyễn Sĩ Thắng mức án tử hình, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại gần 390 triệu đồng. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.